Alo, xin chào anh em, lại là Giang đây. Chào mừng anh em trở lại với series học tiếng Anh ngành ô tô cùng ở đây Việt Nam. Thì ở những phần trước tôi đã giới thiệu cho anh em về phần ngoại thất, nội thất cũng như là các con cảm biến trên xe ô tô. Thì ở phần này tôi sẽ giới thiệu cho anh em về một hệ thống rất là quan trọng trên xe, đó chính là hệ thống động cơ của một chiếc xe. Như anh em cũng đã biết thì hệ thống động cơ cũng được coi như là trái tim của một chiếc xe. Thì nó giúp chuyển hóa các nhiên liệu là xăng, dầu thành động năng, giúp cho chiếc xe chúng ta có thể vận hành và di chuyển được. Và các chi tiết đầu tiên giới thiệu tới anh em đó là chi tiết trục hiểu. Thì trục hiểu này có chức nhiệm vụ là biến đổi chuyển động tĩnh tiến của piston thành chuyển động quay, và nó nhận lực từ piston để tạo ra moment quay sinh công truyền đến các bộ phận công tác, và nó còn nhận năng lượng từ bánh đà để truyền lại cho piston để thực hiện quá trình sinh công. Thì trục hiểu này có tên tiếng Anh là crankshaft. Và chi tiết tiếp theo tôi xin giới thiệu tới anh em đó chính là piston. Thì piston này có nhiệm vụ là cùng với xi lanh và nắp máy tạo thành buồng đốt. Piston nhận áp suất do sự giãn nở của khí cháy truyền lực tới trục hiểu để mà sinh công. Thì tiếng Việt chúng ta gọi là piston, nhưng tiếng Anh chúng ta sẽ gọi là piston. Ok, và nhắc tới piston thì chúng ta cũng phải nhắc tới một chi tiết này, đó chính là connecting rod. Thì trong hệ thống động cơ, cái chi tiết này được gọi là thanh truyền. Thì thanh truyền có nhiệm vụ là kết nối giữa piston và trục hiểu. Thanh truyền nó giúp biến đổi chuyển động tĩnh tiến của piston thành chuyển động quay của trục hiểu, và nó nhận lực nén và lực kéo từ piston và nó quay ở hai đầu. Và chi tiết tiếp theo sẽ là subarch. Tên tiếng Anh của nó sẽ là van. Thì subarch nó sẽ kiểm soát thời gian và lưu lượng của hỗn hợp khí cháy trong động cơ. Nó giúp đóng mở các cửa nạp và cửa xả trong động cơ đốt trong. Và chi tiết cuối cùng cũng không kém phần quan trọng, đó chính là trục cam. Thì trục cam là hệ thống thông thoáng khí trong động cơ. Nó có nhiệm vụ là mở subarch để giúp các quá trình nạp khí và xả khí trong động cơ đốt trong. Tên tiếng Anh của nó sẽ là Camshaft. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại 5 từ đã học trong ngày hôm nay nhé. Từ đầu tiên chính là trục hiểu. Tên tiếng Anh nó sẽ là crankshaft. Tiếp theo sẽ là piston. Tên tiếng Anh nó sẽ là piston. Kế tiếp sẽ là connecting rod là thanh truyền. Và kế tiếp nữa nó sẽ là van là subarch. Và cuối cùng đó chính là trục cam, camshaft. Vừa rồi tôi đã điểm qua một số chi tiết thuộc hệ thống động cơ trên xe, và ở video tiếp theo tôi sẽ giới thiệu cho anh em thêm về những chi tiết thuộc hệ thống động cơ này. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.